Tìm hiểu chi tiết về nhện Bắc Cực, mô tả, môi trường sống, sự thật thú vị có thể bạn chưa biết. Nhện Bắc Cực, danh Pháp hai phần, Sterna paradisiae, là một loài chim thuộc họ nhện. Đây là loài chim di cư một cách mạnh mẽ. Chúng nhìn thấy hai mùa hè mỗi năm vì nó di chuyển từ khu vực sinh sản phía Bắc dọc theo một con đường quanh co với các đại dương xung quanh Nam Cực và trở lại, một chuyến đi vòng khoảng 70.900 km mỗi năm. Loài chim này di trú từ khu vực sinh sản ở vùng Bắc Cực cận Bắc Cực đến vùng nước quanh Nam Cực và có lẽ là loài đón nhận nhiều ánh sáng ban ngày hơn bất kỳ loài vật nào khác. Mùa hè năm 1982, một con nhện Bắc Cực đã được người ta gắn vòng theo dõi từ khi còn là chim non, chưa bay được, ở quần đảo Fan, ngoài khơi bờ biển Northumberland thuộc miền đông đảo Anh. Nó đã bay đến Melbourne thuộc Úc vào tháng 10 năm 1982, trải qua một hành trình trên biển dài hơn 22.000 km chỉ trong vòng 3 tháng sau khi đủ lông đủ cánh, tương đương 240 km trên ngày. Đây là một trong những hành trình của chim dài nhất từng được ghi nhận. Chúng bay theo đường rích rắc từ Greenland đến Nam Cực thay vì bay thẳng một mạch. Chúng bay đến châu Phi rồi sang Nam Mỹ trước khi bay lên Bắc Cực khiến đường bay làm tốn thêm hàng ngàn km. Với đường bay như vòng vo này, chúng lợi dụng được sức gió và không bao giờ phải bay ngược gió. Trung bình loài nhện biển Bắc Cực này sống 30 năm và như vậy trong cuộc đời của mình, loài chim này sẽ bay tổng cộng 2,4 triệu km, tương đương với 3 chuyến đi từ trái đất đến mặt trăng và trở về. Nhện Bắc Cực bay cũng như liệng nhẹ trong không trung, thực hiện hầu hết các nhiệm vụ của chúng khi đang bay. Nó làm tổ một lần mỗi 1 đến 3 năm, tùy thuộc vào chu kỳ giao phối của nó. Một khi nó đã hoàn tất làm tổ, nó lại bay lên không trung để thực hiện chuyến di cư dài về phía nam. Chim nhện Bắc Cực là loài chim kích thước trung bình. Chúng có chiều dài 3.339 cm và sải cánh dài 7.685 cm. Bộ lông của chúng chủ yếu có màu xám và trắng với mỏ đỏ, dài bằng đầu, thẳng với gọn y rõ ràng và bàn chân đỏ, trán trắng, gáy và chỏm đầu màu đen, sọc trắng và má trắng. Nhện biển Bắc Cực là loài chim sống thọ, với nhiều con sống thọ đến 30 tuổi. Chúng ăn động vật không xương sống biển chủ yếu là cá và nhỏ. Tám số lượng loài này dồi dào, với ước tính khoảng 1 triệu cá thể. Trong khi xu hướng trong số lượng loài này chưa được người ta không biết đến, khai thác trong quá khứ đã làm giảm số lượng chim này ở một vùng phía nam của phạm vi của nó. Phân bố và di cư. Nhện Bắc Cực có phạm vi phân bố sinh sản quanh vòng cực trên toàn thế giới liên tục, không có phân loài được công nhận. Nó có thể được tìm thấy ở các vùng ven biển trong các xứ ôn đới lạnh hơn của Bắc Mỹ và Đại lục Á-Âu trong mùa hè miền Bắc. Trong khi trú đông trong mùa hè phía Nam, nó có thể được tìm thấy trên biển, đến rìa phía Nam của băng Nam Cực. Nhện Bắc Cực là nổi tiếng cho việc di chuyển của nó. Nó bay từ khu vực sinh sản ở Bắc Cực đến Nam Cực và ngược lại mỗi năm. Nghiên cứu sử dụng các thiết bị theo dõi gắn vào những con chim đã được xuất bản vào tháng 1 năm 2010 và cho thấy rằng các ví dụ về đường bay dài ở trên thực tế không phải bất thường đối với loài chim này. 11 con nhện Bắc Cực giao phối trong Greenland hoặc Iceland, mỗi con bay 70.900 km trên trung bình trong một năm, với độ dài đường bay tối đa 81.600 km. Sự khác biệt từ ước tính trước đây là do loài nhện này được tìm thấy bay vòng để tận dụng gió. Nhện Bắc Cực sinh sống trung bình khoảng 20 năm và sẽ bay trong suốt đời nó tổng cộng chiều dài 2,4 triệu km, 1,5 triệu dặm. Nhện Bắc Cực thường di chuyển ngoài khơi xa. Do đó, chúng hiếm khi được nhìn thấy từ đất bên ngoài mùa sinh sản. Ngoại hình, nếu nó có một cơ thể ngắn hơn và đôi cánh dài hơn, người ta có thể lấy Bắc Cực cho một con hải cẩu. Chiều dài cơ thể là từ 35 đến 42 cm, con chim nặng từ 90 đến 130 gram, sải cánh của nó là từ 74 đến 84 cm. Vì đôi cánh dài ra, dường như con chim dài hơn nhiều. Để nhận ra chim nhện vùng cực đơn giản là do bộ lông tương phản, cơ thể có màu trắng như tuyết, chỉ có vú, lưng và cánh có màu tối hơn đáng chú ý. Đôi cũng có màu trắng ở trên và màu xám bên dưới, giống như cái nĩa. Đầu là đáng chú ý, với một nắp màu đen. Tuy nhiên, vào mùa đông, trán trở nên trắng hoàn toàn. Bộ lông phía trước chạm đến lỗ mũi. Cái mỏ trang trí một con chim màu đỏ sẫm, đều màu. Đầu có hình dạng góc cạnh, chân ngắn và giữa các ngón tay được đánh dấu mảng. Dáng đi của chim nhện vùng cực được phân biệt bởi thực tế là nó đi bộ, đi lạch bạch, do chân ngắn. Nam và nữ rất giống nhau về kích thước, màu sắc. Sự lưỡng hình tình dục không phải là vốn có trong họ, nhưng sự tăng trưởng trẻ có thể dễ dàng phân biệt vì trong năm đầu tiên của cuộc đời, mặt sau được sơn màu nâu sẫm, đôi ngắn hơn nhiều. Vào năm thứ hai, những khác biệt này biến mất và những con gà con trưởng thành không khác gì bố mẹ chúng. Giọng nói của chim rất sắc bén, xuyên thấu. Tính năng năng lượng, khi đến giờ ăn, một con chim nhện đói khát bay lên và bay lên ở độ cao trong vòng 10 mét so với mặt nước.
đôi khi rơi xuống thấp hơn. Tất cả sự chú ý của cô tập trung vào việc tìm kiếm con mồi và cô có khả năng bay lượn ở một nơi, tự hỗ trợ mình bằng cách vỗ cánh nhanh chóng. Nhận thấy mục tiêu, con chim lao xuống với một chuyển động sắc bén, bắt con mồi. Ném này là một chuyến bay lặn, nhưng đôi khi các thao tác như vậy phải được thực hiện nhiều lần, thường lên đến 3 lần thử và chim nhạn cũng có thể truy đuổi nạn nhân dưới nước vì nó lặn rất tốt nhưng không đến độ sâu rất lớn. Giống như những cư dân khác của vùng ven biển, chim nhạn quan sát những con chim khác khi chúng đi săn và tìm thấy những đàn cá có kích thước nhỏ. Sử dụng sự quan sát của người khác, chim nhạn bắt đầu săn bắn ở nơi này. Là một loại thực phẩm, cô thích cá nhỏ và nhuyễn thể, động vật giáp xác, giun và động vật thân mềm. Nhưng nếu những bụi cây có quả mọc trên bờ, chim nhạn cũng không từ chối chúng. Khi thời kỳ làm tổ đến, chế độ ăn thay đổi một chút, chim nhạn ăn côn trùng thủy sinh và ấu trùng. Nhưng họ không quên cá. Những người yêu thích du lịch, chim nhạn Bắc Cực không quá lười để đi lại, vượt qua hàng ngàn km. Họ xây dựng tổ ở bán cầu Bắc, gần Bắc Cực hơn. Thông thường nhất là các khu vực phía Bắc Canada, các nước Scandinavia, các vùng lãnh nguyên của Nga. Nhưng đối với mùa đông, ngay khi mùa thu lạnh bắt đầu ở Bắc Cực, họ đến Nam Cực, đến khu vực Nam Cực và các đảo gần đó. Điều đó xảy ra đến mức thường những con chim nhỏ không sợ hãi này có khoảng cách lên tới 80.000 km. Cách này mất hơn một tháng. Nhưng tất cả những chuyển động tẻ nhạt này không phải là vô ích bởi vì chim nhạn sống trong một năm trong khí hậu mùa hè. Nghiên cứu sinh của loài nhạn Bắc Cực, chim nhạn vùng cực có nhiều họ hàng thực họ chim nhạn. Một số trong số họ. 1. Sông. Ít cực hơn, ở cuối mỏ đỏ có một vệt đen. Chân màu đỏ, đuôi trẻ. Môi trường sống, biển và hồ chứa của các khu vực châu Âu. Nơi di cư, Tây Phi, Nam Mỹ. 2. Sáng. Đầu và cổ của họ màu trắng, gáy là màu đen và một dải màu tối đi qua mắt. Màu đen cũng là móng chân và mỏ, nhưng nó có đỉnh màu vàng. Thế hệ trẻ có một đốm đen ở phía sau đầu và những đốm có màu nâu xám tô điểm cho đầu. Mỏ và bàn chân có màu vàng, nhưng bàn chân tối hơn. Họ sống ở vùng khí hậu nhiệt đới, gần Ấn Độ Dương, cũng như ở Úc và quần đảo Thái Bình Dương. 3. Màu hồng. Sự khác biệt chính là mỏ màu hồng hoặc màu cam. Bạn có thể gặp họ trên các hòn đảo và bờ biển của châu Phi và châu Âu, Mỹ và Đông Nam Á. 4. Nam Mỹ có mỏ và móng chân màu đỏ, gà con có chân màu nâu. Trọng lượng có thể đạt 200 g. 5. Nam Cực. Chúng có kích thước nhỏ, mỏ không phải lúc nào cũng màu đỏ, có thể là màu đen. 6. Ấn Độ. Thích sống ở nước ngọt. Mặt sau màu xám đen, đuôi hình nghĩa, nhưng cắt đủ sâu. Đôi cánh nhọn và dài, mặt nạ đen trên mắt. Cái mỏ có màu vàng, nhưng gốc của nó màu xám. Bàn chân có màu đỏ. 7. Những cái nhỏ. Trọng lượng của chúng không vượt quá 45 g. Bàn chân, màu vàng, mỏ cũng vậy, nhưng có một đầu màu đen. Có những sọc trắng phía trên lông mày. Tổ của chúng là bờ cát, bờ sông với sự hiện diện của sỏi. 8. Đa dạng. Chúng khác nhau ở mỏ dài và mỏng, được sơn màu đen. Đầu của nó có màu vàng nhạt. 9. Tiếng began mặt sau của loài này có màu xám đen, mỏ nhọn và mỏng, có màu cam đậm. Ở động vật trẻ, mỏ có màu vàng cam và chân có màu nâu xám. Lớn lên, móng chân của loài nhạn này trở nên đen. Mối quan hệ gia đình, chim nhạn Bắc Cực tìm bạn đời để ở bên nhau trọn đời. Nhưng trước tiên, nam phải đối mặt với một nhiệm vụ có trách nhiệm, anh ta phải thu hút phái nữ, chăm sóc cô. Để làm điều này, chú rể trên không thể hiện kỹ năng nhảy múa và sau đó đối xử với người được chọn bằng cá. Thật đáng để cô gái nhỏ chấp nhận một món quà như vậy khi cặp đôi tái hợp, bay cùng nhau, tạo ra những âm thanh vui vẻ giống như tiếng rít. Sau đó là thời gian để xây dựng một tổ, một nơi dành cho anh ta được chọn trên bờ của các vùng nước, thường là những hòn đảo nhỏ, do đó có nước từ mọi phía. Đó là thông lệ cho chim nhạn vùng cực để định cư ở các thuộc địa nhỏ. Những cộng đồng này rất thân thiện, thực tế không có cãi vã và xung đột giữa họ. Cha mẹ không nỗ lực đặc biệt để tạo ra một tổ, chỉ là một phụ nữ vào tháng 5 cào đất giữa cỏ và rêu ở một nơi được chọn. Trứng được đặt trong lỗ hình thành, thường có 2 hoặc 3. Cả bố và mẹ đều tham gia ươm tạo. Thời gian này kéo dài khoảng 22 đến 27 ngày. Một ly hợp xảy ra mỗi năm. Những con gà con xuất hiện được phủ lông tơ tinh tế. Chúng tò mò đến nỗi trong vài ngày chúng bắt đầu di chuyển ra khỏi tổ trong khoảng cách ngắn. Nhưng trong trường hợp nguy hiểm, chúng biết cách cư xử, đã phân tán theo các hướng khác nhau và trốn trong cỏ. Những phút này họ không có dấu hiệu của sự sống, đợi cho đến khi nguy hiểm qua đi. Cha mẹ hỗ trợ và cho con ăn trong một tháng, và những chú gà con 2 tháng tuổi đang cố gắng bay. Gà con,
giống như con trưởng thành, thích nghi tốt với cuộc sống trong điều kiện băng giá nghiêm trọng, bằng chứng là thống kê. Tỷ lệ sống sót của những con chim này là hơn 80%. Tuổi dậy thì đạt được 3 đến 4 năm sau khi sinh. Chim nhạn Bắc Cực có thể tự bảo vệ mình, chúng không sợ hãi lao vào kẻ thù và một cái mỏ mạnh mẽ giúp chúng rất tốt trong việc này. Nếu được yêu cầu bảo vệ tổ, động vật săn mồi và chim, cũng như con người, có thể phải chịu đựng tất cả những ai dám tiếp cận địa điểm xây dựng. Tấn công thường đến từ trên không và rất khó thoát khỏi một cái mỏ mạnh mẽ. Hành vi dũng cảm như vậy dẫn đến thực tế là các loài chim khác đang cố gắng định cư bên cạnh thuộc địa của chim nhạn vùng cực. Trước hết, đây là những con vịt và phù thủy, những người thiếu sức mạnh và can đảm để chống lại kẻ phạm tội. Tuổi thọ trung bình của những con chim này trung bình 20 năm, nhưng có những trường hợp khi chim nhạn vùng cực sống sót đến 35 tuổi. Ở Scotland, có một số dự trữ cho chim nhạn vùng cực, mặc dù ngày nay số lượng của chúng không gặp nguy hiểm và dân số vẫn ổn định, với hơn 1 triệu cá thể. Các nhà khoa học quan sát những con chim này và lưu ý rằng chúng phân tán ở các khu vực rộng lớn trên thế giới và ở khắp mọi nơi có thể tìm thấy những đàn chim nhỏ. Ngày xưa, chim nhạn vùng cực đã được bắt gặp tích cực để có được bộ lông đẹp của chúng để trang trí mũ cho phụ nữ. Nhưng dần dần thương mại này trở nên không được yêu cầu và những con chim bị bỏ lại một mình. Điều kỳ diệu về nhạn biển Bắc Cực. Trong một thời gian dài, các cuộc nghiên cứu cho biết nhạn biển Bắc Cực bay chặng đường dài 35.200 km từ vùng Bắc Cực đến Nam Cực và trở về. Nhưng các cuộc nghiên cứu gần đây tiết lộ rằng loài chim này thật ra bay xa hơn nhiều. Người ta đã gắn những thiết bị định vị rất nhỏ trên một số con nhạn biển. Thiết bị này chỉ nặng bằng chiếc kẹp giấy và cho biết chặng đường bay đi và về của nhạn biển trung bình là 90.000 km, là chặng đường di trú dài nhất trong các loài. Con nhạn biển bay xa nhất đã chinh phục chặng đường gần 96.000 km. Tại sao lại có sự khác biệt so với các cuộc nghiên cứu trước? Đó là vì nhạn biển Bắc Cực bay theo đường vòng, dù bắt đầu chuyến di trú từ đâu đi nữa. Như hình trên, chúng vượt Đại Tây Dương theo chặng đường hình chữ S. Tại sao? Đơn giản là để tận dụng sức gió. Trong cuộc đời dài khoảng 30 năm, nhạn biển có thể bay hơn 2,4 triệu km, tương đương với 3 hoặc 4 chuyến đi đến mặt trăng và trở về. Một nhà nghiên cứu nhận xét, đó quả là một thành tích kỳ diệu đối với con chim chỉ nặng hơn 100 g. Ngoài ra, sách về lịch sử tự nhiên Life on Earth, A Natural History cho biết vì trải qua mùa hè ở cả hai cực nên mỗi năm nhạn biển thấy nhiều ánh sáng ban ngày hơn bất cứ loài nào.